ăn nha. Bữa ăn bên đây là bữa ăn đoàn kết. Trong cái đoàn vui anh em với nhau trong giáo xứ cả cái vùng của chúng ta, vùng tiến. Cái có cả lương cả giáo luôn nữa, nên sự đoàn kết yêu thương nhau trong cái năm thánh qua các gia đình đó. Và cảm ơn cái riêng mấy anh, các anh chị với anh chị Sơn đã giúp cho bữa ăn hôm nay được thật tốt đẹp. Xin chào cái tay xin thánh quá bữa ăn nhân dân cha và con và thánh thần amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng để nguyện đáp cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và của ăn này và trả công bội hậu cho ân nhân của chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.